Chào mừng các bạn đã quay trở lại video Mio. Như các bạn đã biết thì mùa 2 của bộ phim hoạt hình Invincible đã chính thức ra mắt vào tháng 3 vừa qua. Và trong video này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu phiên bản xấu xa của siêu anh hùng Invincible Mark Grayson đến từ những vũ trụ khác. Bây giờ, hãy cùng nhau bắt đầu nhé! Trước khi vào phần chính video, xin phép cho mình quảng cáo một chút. Đó chính là nếu như các bạn cần những cỗ máy PC cực khỏe, cực mạnh để chiến tại game bom tấn trong thời gian tới như là GTA 6 thì đừng quên tham khảo những bộ PC đang có tại Hyperbox PC, thương hiệu PC gaming build sẵn được vận hành bởi techspace.vn, đang có rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn dành riêng cho những fan đăng ký kênh Diomio. Còn bây giờ, bắt đầu phần chính video thôi. Đầu tiên thì cần phải nói rằng những Invincible mà chúng mình nhắc đến trong video này hôm nay sẽ tạm gọi là những phiên bản Invincible tham gia trong cuộc chiến Invincible War, sự kiện khi gã siêu tội phạm Armstrong Levy chiêu mộ những phiên bản xấu xa của Invincible và đưa chúng đến tấn công trái đất để bôi nhọ hình ảnh của anh chàng Invincible Mark Grayson của chúng ta. Đổi lại, Armstrong hứa hẹn sẽ giúp những Invincible này mở rộng đế chế của mình ra khắp những chiều không gian khác. Sau quãng thời gian theo dõi cuộc sống của Mark, Armstrong phát động một cuộc đổ bộ của những phiên bản Invincible xấu xa xuống trái đất, nơi chúng có thể tàn phá thỏa thích và tiêu diệt mọi thứ trên đường đi. Trong phần tiếp theo video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình đến với lần lượt những phiên bản xấu xa của Invincible cũng như nguồn gốc của từng phiên bản nhé. Để phân biệt những phiên bản này với phiên bản chính, thì bọn mình sẽ gọi bản chính bằng tên Mark và những phiên bản xấu xa là Invincible. Invincible xấu xa đầu tiên mang bộ đồ giống với Mark, chỉ khác là cặp kính khá giống cặp kính của siêu anh hùng Bulletproof. Trong Invincible War, hắn đối đầu với 4 thành viên của nhóm siêu anh hùng Guardians of the Globe là Bulletproof, Monster Girl, Rex Plop và Robot. Tuy nhiên, Monster Girl bị bón hành đến bất tỉnh, trong khi những siêu anh hùng còn lại là Bulletproof, Rex và Robot đều bón hành ngập mồm. Sau đó, Rex buộc phải yêu cầu Bulletproof đưa 2 siêu anh hùng còn lại rời khỏi chiến trường, trong khi bản thân anh cho nổ bộ xương của chính mình, hy sinh để tiêu diệt gã Invincible này. Invincible xấu xa thứ hai mặc bộ đồ gần giống với bộ đồ màu đen và xanh của Mark, chỉ khác ở chiếc mũ trùm kín đầu. Trong Invincible War, Invincible 2 đối đầu với một trong những siêu anh hùng nổi tiếng nhất của hãng truyện tranh Image là Savage Dragon và nhóm siêu anh hùng SOS với những siêu anh hùng như Angelica Murphy, Mighty Man và Super Patriot. Kết cục là hắn ta đã thất bại. Sau khi bỏ mạng trong Invincible War, cơ thể hắn được cơ quan phòng thủ toàn cầu trưng dụng để tạo ra một siêu chiến binh xác sống. Invincible xấu xa thứ 3 mặc bộ đồ giống hệt Mark nhưng hắn để tóc dài và không đeo mặt nạ. Theo Invincible này, hắn đã từng lấy mạng Atom Eve ở vũ trụ của mình. Trong Invincible War, hắn đối đầu với Atom Eve và một trong những siêu anh hùng nổi tiếng nhất của hãng truyện tranh Image là The Darkness. Atom Eve được Mark ở vũ trụ chính giải cứu, còn The Darkness lại bại trận. Invincible xấu xa thứ 3 đến Paris, Pháp và tàn phá nơi này, trở thành một trong những Invincible có sống sót sau Invincible War. Tuy nhiên, cũng như 7 Invincible có sống sót khác, hắn bị Armstrong Levy phản bội và dịch chuyển đến một vũ trụ khác. Tại đây, chúng đã phát điên và ăn thịt lẫn nhau, trong đó có Invincible thứ 3. Invincible xấu xa thứ 4 mặc bộ đồ gần giống bộ đồ màu đen và xanh của Mark, nhưng có màu đảo ngược lại và sở hữu cho mình một chiếc mặt nạ trùm kín mặt. Theo nhân vật này, hắn đã tự tay lấy mạng chính cha mẹ mình ở vũ trụ của hắn. Trong Invincible War, hắn đối đầu với cậu em trai cùng cha khác mẹ của Mark là Kid Omni-Man, Oliver Grayson. Sau đó hắn đến Sydney, Australia và tàn phá nơi này. Tuy nhiên, cũng như 7 Invincible xấu xa còn sống sót, hắn bị Armstrong Levy phản bội và dịch chuyển đến một vũ trụ khác. Tại đây, như đã nói, chúng phát điên và ăn thịt lẫn nhau. Invincible xấu xa thứ 5 có bộ riêng mép đặc trưng và bộ trang phục màu trắng của người Viltrum. Rất có thể, hắn đã gia nhập đế chế Viltrum vũ trụ của mình. Ở trong Invincible War, hắn đối đầu với một nữ siêu anh hùng của hãng truyện tranh Image là Ultra. Kết cục là hắn bị Ultra Donut và bỏ mạng sau đó. Cũng giống như Invincible thứ 2, cơ thể hắn được cơ quan phòng thủ toàn cầu trưng dụng để tạo ra siêu chiến binh xác sống Reanimen. Invincible xấu xa thứ 6 mặc bộ đồ gần giống với Mark, chỉ khác ở chiếc mặt nạ vải màu xanh che kín khuôn mặt. Trong Invincible War, hắn đối đầu với một trong những nhóm siêu anh hùng nổi tiếng nhất của hãng truyện tranh là Cyberforce. Tuy nhiên, Cyberforce không chỉ đối đầu với một mình hắn, mà còn có sự giúp đỡ của Atom Eve và Mark. Tuy bị bỏ mạng, nhưng Invincible thứ 6 đã khiến Eve bị thương nặng và phải nhập viện sau đó. Invincible xấu xa thứ 7 mặc bộ đồ khá giống với cha mình là Omni-Man. Theo Invincible này, hắn đã lấy mạng cha mình và khoác lên bộ đồ Omni-Man của ông. Trong Invincible War, hắn đối đầu với hai trong những siêu anh hùng nổi tiếng nhất của hãng truyện Image là Madman và Shadowhawk. Kết cục là hắn bị Madman dùng chiếc Jojo để bẻ gãy cổ và giống như những Invincible đã bỏ mạng trong Invincible War, cơ thể hắn cũng được trưng dụng để tạo ra chiến binh xác sống. Invincible xấu xa thứ 8 có vẻ giống với cả Invincible thứ 5 khi mặc bộ trang phục màu trắng của người Viltrum nhưng không đuôi ria mép. Theo nhân vật này, hắn đã từng lấy mạng siêu anh hùng nổi tiếng nhất hãng truyện tranh Image là Spawn ở vũ trụ của mình. Trong Invincible War, hắn lại một lần nữa đối đầu với Spawn ở vũ trụ chính. Cuối cùng, hắn sống sót và tàn phá một trong những thành phố trên trái đất.
Tuy nhiên, cũng như 7 Invisible còn sống sót, hắn bị Angstrom's Levy phản bội và dịch chuyển đến một vũ trụ khác. Và câu chuyện xảy ra như chúng ta đã biết. Invisible xấu xa thứ 9, mặc bộ đồ giống với siêu hùng Bulletproof ở trong nhóm siêu hùng Guardians of the Globe mới. Trong Invisible War, hắn bị đội quân người máy Reanimate của cơ quan phòng thủ toàn cầu tiêu diệt. Tuy nhiên, những Reanimate này quá mạnh nên cơ thể Invisible này không thể được trưng dụng để tạo ra những nhân vật mới. Invisible xấu xa thứ 10, mặc bộ đồ cũng giống với Mark nhưng hắn chỉ đeo cặp kính bảo hộ mà không đeo mặt nạ. Trong Invisible War, hắn đối đầu với một trong những siêu hùng nổi tiếng nhất của hãng truyện tranh Image là nữ siêu hùng Sarah Pezzini ở trong bộ truyện Witchblade. Hắn bỏ mạng nhưng trước đó đã làm Sarah bị thương nặng. Invisible xấu xa thứ 11 có khuôn mặt bị biến dạng. Theo nhân vật này, hắn từng phải ngồi tù trong một nhà tù của đế chế vũ trụ của mình. Trong Invisible War, hắn đã đến thẳng Moscow, nước Nga và tàn phá nơi này. Tuy nhiên, cũng như 7 Invisible xấu xa còn sống sót, hắn đã bị Angstrom Levy phản bội. Invisible xấu xa thứ 12 mặc bộ đồ bảo hộ giống với Mark nhưng chỉ đeo mặt nạ mà không đeo cặp kính bảo hộ. Trong Invisible War, hắn đã bán hành cho 5 siêu hùng của nhóm Guardians of the Globe là Black Samson, Darkwing đời thứ 2, Duplicate, Seb Smith và The Immortal. Sau cùng, hắn bị Darkwing kéo vào chiều không gian bóng tối và bỏ mạng tại đây sau một thời gian ngắn. Invisible xấu xa thứ 13 mặc bộ đồ của chủng tộc ngoài hành tinh Flux, giống loài bị lão hóa rất nhanh ở trái đất, từng xuất hiện trong mùa đầu tiên của series Invisible. Trong Invisible War, hắn đã bị đặc vụ Donald Ferguson và siêu hùng Bridge tiêu diệt khi tấn công lầu Năm Góc, trụ sở của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tương tự với Invisible thứ 9, cơ thể của hắn đã không thể trưng dụng được. Invisible xấu xa thứ 14 mặc bộ đồ gần giống bộ đồ màu đen và xanh của Mark nhưng để kiểu đầu Mohawk đặc trưng. Theo Invisible này, hắn đã lấy mạng những người thân và trở thành hoàng đế của đế chế Viltrum ở trong vũ trụ của mình. Trong Invisible War, hắn đối đầu với Mark và thất bại. Tuy nhiên, hắn đã đến New York, Mỹ và tàn phá nơi này. Tương tự 7 Invisible xấu xa còn sống sót, hắn bị Angstrom Levy phản bội và dịch chuyển đến một vũ trụ khác. Tại đây, hắn là Invisible duy nhất không ăn thịt, không bị ăn thịt và là Invisible cuối cùng sống sót. Trong tập truyện Invisible số thứ 104, Mark bị Angstrom Levy dịch chuyển tới vũ trụ nơi các Invisible bị mắc kẹt và được Invisible này giúp đỡ chống lại gã Invisible thứ 16, kẻ đang săn đuổi cả hai. Theo Invisible thứ 14, khi các Invisible đang chết đói và một trong số chúng trở nên khó chịu, thì hắn đã giúp những Invisible khác xử lý những tên này. Tuy nhiên, hắn ghét kẻ bị ăn thịt tới mức không thể ăn thịt tên này. Và thế là chỉ còn hắn và Invisible thứ 16 ở lại trên hành tinh. Trong khi Invisible thứ 16 đang khống chế Mark, Invisible thứ 14 đã ghi hắn xuống và ra đòn liên tiếp, tiễn hắn lên bảng đếm số. Trong lúc này, Mark nhìn thấy một cánh cổng không gian của Angstrom Levy và trở lại vũ trụ của mình để đối phó với Angstrom. Tuy nhiên, Invisible thứ 14 đã bám theo anh và trả thù gã phản diện này vì đã bỏ mặc mình ở vũ trụ kia. Vậy nhưng lúc này, Angstrom Levy đã hoàn lương và quyết định đưa hắn trở về vũ trụ cũ. Việc này khiến Invisible thứ 14 quyết định bắt cóc Angstrom đến vũ trụ của mình để giam giữ và lợi dụng. Ở tập truyện Invisible thứ 108 sau đó, Mark và siêu hùng Robot đã tìm Angstrom Levy ở vũ trụ Invisible thứ 14. Tại đây, Mark và Robot phát hiện ra rằng Invisible này đang giam giữ Angstrom để thí nghiệm lên bộ não của hắn và tìm cách mở rộng đế chế Viltrum ra khắp những vũ trụ khác như điều mà Angstrom đã hứa với hắn năm xưa. Tuy nhiên, điều mà cả Mark và phiên bản Invisible thứ 14 không ngờ đến là Robot đã làm nổ tung đầu hắn và lấy đầu của cả Angstrom. Việc làm này thực chất là vì Robot không muốn Mark làm hỏng kế hoạch của mình và lừa anh đến vũ trụ này để có thể bỏ mặc Mark tại nơi đây và trở về vũ trụ chính một mình. Invisible xấu xa thứ 15 mặc bộ đồ gần giống với Mark nhưng để một mái tóc dài. Trong Invisible War, hắn bị siêu hùng Tech Jacket dùng vũ khí thổi bay cả khuôn mặt trước khi tiêu diệt hắn cùng một Invisible khác. Invisible xấu xa thứ 16 mặc bộ đồ với hai màu đen vàng với một chiếc áo choàng sau lưng. Theo Invisible, hắn đã trở nên biến chất sau sự ra đi của mẹ hắn. Trong Invisible War, hắn đối đầu với Kid Omni-Man và một trong những siêu anh hùng nổi tiếng nhất của hãng truyện tranh Image là Fire Breather. Sau đó, hắn có đến New York, Mỹ và tàn phá nơi này. Tuy nhiên, cũng như 7 Invisible xấu xa còn sống sót, hắn đã bị phản bội, sau đó phát điên và ăn thịt người. Tuy nhiên, hắn trở thành một trong hai Invisible xấu xa cuối cùng còn sống sót sau cuộc ăn thịt điên loạn này. Con số các phiên bản Invisible xấu xa tham gia Invisible War không chỉ dừng lại con số 16. Trong số những Invisible mà chúng mình không đánh số thì còn một kẻ đã bỏ mạng dưới tay gã khổng lồ Pit của hãng truyện tranh Image. Một số kẻ đã tàn phá những thành phố lớn như London hay Sydney nhưng cũng bỏ mạng sau khi ăn thịt lẫn nhau. Trong phần cuối cùng của video này, chúng mình sẽ nói thêm một chút về những Invisible đã bỏ mạng và được trưng dụng để chế tạo đội quân siêu chiến binh xác sống Reanimate nhé. Số là giám đốc cơ quan phòng thủ toàn cầu Cecil Stedman đã thu thập thi thể của những Invisible này và giao cho nhà khoa học D.A. Sinclair tạo ra một đội quân siêu chiến binh Reanimate mới. Tuy nhiên, đội quân này lại không được dùng theo kế hoạch của Cecil. Như trong cuộc chiến của Conquest thì đội quân này chưa hoàn thiện, hay trong cuộc chiến với đế chế Viltrum thì cha con nhà Omni-Man và Invisible đã giải quyết xong xuôi và không còn cần đến nữa.
Vậy nhưng, đội quân này được sử dụng trong cuộc chiến với cựu siêu anh hùng Robot nhằm giải cứu các siêu anh hùng bị Robot giam giữ. Nếu các bạn đang có nhu cầu mua một chiếc tai nghe gọn nhẹ với nhu cầu chơi các thể loại game hành động, nghe nhạc bass, nhạc quẩy thì đừng quên ghé TechSpace Việt Nam để sắm ngay cho mình một chiếc Asus ZenCore 2. Đường link thì mình sẽ để ở phần dưới mô tả cùng mã giảm giá hấp dẫn nhân dịp Back to School. Trên đây là tất cả những gì các bạn cần biết về những phiên bản Invisible xấu xa. Nếu các bạn cảm thấy thích video này, đừng quên bấm like, share và nhớ đăng ký kênh DLMio để đón chờ những video lần sau của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.